Vâng, em Thành của tôi Hải Dương xin kính chào toàn thể quý chị quang như mình. Rất nhiều các bác khách hàng hỏi về chiếc bán tải số sàn. Thì hôm nay đây, em mới về một chiếc bán tải Ford Ranger sản xuất năm 2021. Đây là phiên bản số sàn một cầu máy dầu đây các bác nhá. Ngoại thất màu xanh đen, hay còn gọi là màu xanh cửu long đây các bác nhá. Đấy, lỗ thất ghế da hai màu rất là đẹp. Xe thì mới đi có hơn 4 vạn thôi các bạn. Xe mới đi có hơn 4 vạn thôi. Xe đã lên đủ đồ chơi, từ màn hình giải trí rồi cam hành trình, cam lùi. Đó, ta lên đủ đồ rồi. Đấy, dàn lốp vẫn niên đời đeo xe. Xe đi có hơn 4 vạn thôi các nhá. Mọi thứ còn zin hết và nguyên bản hết các bạn. Đó, xe này bên em mới về. Em Thành vừa rửa nước lã thôi, xong là lên sóng để cho các bác xem đấy. Đó, em sẽ quay xung quanh, rồi lát nữa em sẽ quay chi tiết từng bộ phận, từng cụ thể để cho các bác xem và cảm nhận các nhá. Màu xanh cửu long rất là đẹp. Đó, hiện tại chiếc xe này bên em Thành đang chào bán giá rất hợp lý các bác nhé. Giá rất hợp lý. Anh chị em nào mà quan tâm và thiện chí thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho em Thành để biết tình trạng của xe, cũng như rổ giá và cũng như chất lượng của chiếc xe này các bác nhé. Đây, đấy, em sẽ quay gần hơn để cho các bác xem và cảm nhận. Đấy, dàn lốp vẫn nên đều đeo xe đây các bác nhé. Đấy, dàn lốp này. Đấy, khe rãnh còn rất là sâu và rất là dày anh em nhé. Đó, đời 2021. Đây, đó là răng đúc vành đĩa gầm bệ các bác nhìn này, rất là sáng luôn. Đấy, gầm bệ rất là sáng. Đương nhiên rồi, đời 2021 mà không sáng thì bên em này cũng không nhập về để bán cho các bác nhá. Đấy, có cam lùi rồi này. Đấy, có cam lùi rồi, mọi thứ này. À, chiếc xe này thì không có lắp thùng quá nhá. Đấy, không có lắp thùng, thùng vẫn là như này thôi. Thì thùng này thì cũng tiện lợi cho những bác nào mà đi công trình công trường chở máy móc to cồng kềnh, chở thoải mái, không bị giới hạn chiều cao cũng như bề ngang các bạn. Đấy, đó, ưu điểm của những chiếc xe mà không có lắp thùng. Đây các bạn nhìn này, dàn lốp lên đời đầu xe tuần thứ 11 của 2021 đây các bạn nhá. Đấy là răng đúc này. Chiếc xe này thì hai bánh sau chỉ là phanh tăng trống thôi. Đấy, hai bánh trước thì đã được trang bị nên phanh đĩa, phanh ABS chống bô cứng. Đó, các chi tiết đây các bạn nhìn này. Đấy, kéo chỉ zin hết. Đấy, táp lì này rất là đẹp, rất là đẹp, không có vết xước. Đấy, phần này phần lì đây. Đây, nội thất của chiếc xe này. Nội thất ghế da hai màu quá nhá. Ghế da hai màu. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe thì đã lên bộ thảm lót sàn 5D rồi. Đấy, phía đằng sau thì được trang bị cổng sạc 12V này. Đó, cổng sạc 12V. Rất tiện lợi. Đấy, trần nỉ nguyên bản đeo xe nhá. Đó, các chi tiết ốc nhái này các bác nhìn này. Đó, nguyên bản hết, dính hết. Đấy, các bác nghe tiếng đóng cửa rất là chắc chắn. Xe thì đã có 4 xe chắn mưa rồi nhá. 4 xe chắn mưa. Đấy, bậc lên xuống này. Đấy, rất chắc chắn luôn, to và chắc chắn. Keo chỉ đây ạ. Đó, keo chỉ đây. Đấy, các chi tiết này, táp ly đây. Đấy, rất là đẹp, rất tươi. Gương kính chỉnh điện ở đây có nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện, cục xoay điện. Đó, đây là các lúm điều chỉnh đèn. Đấy, đây, ốc nhái này. Đó, rất là đẹp, rất là tươi. Đây, vô lăng củ số này. Đấy, chiếc xe này có trang bị cân bằng điện tử này. Đó, điều hòa đây ạ. Điều hòa thì điều chỉnh bằng các lún xoay các bác nhé. Đấy, nóng lạnh. Xe thì đã được trang bị màn hình giải trí Android này và có cam hành trình. Đó, có cam hành trình. Đây, có cả nước hoa. Đấy, trong mùi thơm phức luôn. Đấy, vô lăng thì tích hợp có phím bấm. Đấy, có cả nút set tốc độ này. Đấy, túi khí an toàn này. Rất nhiều phím bấm ở trên vô lăng này các bác nhé. Đó, 2021. Zin đét luôn. Đấy, các bác nghe tiếng đóng cửa nó chắc chắn không? Đấy, động cơ trang bị cho chiếc xe này là 2.2 số sàn một cầu máy dầu. Về cái khoang máy này đi. Đây, khoang máy thì tương đối đây. Đấy, thì khoang máy thì em vẫn để nguyên bản, không rửa dọn, không xịt hóa chất gì đâu ạ. Đó, vẫn nguyên bản, tại vì nó cũng tương đối là ok, cũng không là không phải là bẩn lắm đâu các bạn. Đấy, nhiều bác thì thích không động chạm thì khoang máy vẫn để nguyên bản đây các bác nhé. Các bác nhìn các thanh rằng này, thanh rằng tai này, đó, ốc lắp cabo này, đấy, keo chỉ đây, đấy, keo chỉ này, nguyên bản hết các bác nhé. Đó, khoang máy này, đấy, máy số zin, tất cả zin hết, đèn pha thì cũng là nguyên bản đeo xe, đó, đèn pha, đèn, đây, mặt cản ca lăng form mới này. Đèn gầm này, đó, có trang bị đầy đủ hết. Đèn pha của chiếc xe này thì vẫn là bóng đèn sợi đốt thôi có nhá, vẫn là bóng đèn sợi đốt thôi.
cái lắp capo thì được chống bằng hai cái ti thủy lực này. Đấy. Không phải là thanh chống đưa đầu quang nhá. Đấy. Đây cam rồi. Đây coi nhìn có cả cam ở trên trên gương. Chiếu hậu đây có nhá. Đấy. Lốp lắp này. Tống dàn treo đi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Đây. Táp ly này. Đấy, trên bốn cánh cửa này. Đấy, úp mở cửa. Đó, kéo chỉ đây. Đó, hộc chứa đồ này. Chiếc màn hình này có thẻ cắm SIM thôi nhá. Có thẻ cắm SIM, cổng cắm USB. Đấy, trang bị đầy đủ hết rồi. Đấy, lên full đồ rồi. Móc khóa cửa này. Vẫn nguyên vết sơn đánh dấu của nhà sản xuất các bác nhá. Tem mác này. Đó. Đấy, nghe tiếng đóng rất là chắc lịch. Đấy, bán tải Ford Ranger 2021. Các bác nhá. 2021 số sàn một cầu máy dầu. Đó. Hiểu rồi, em Thành ô tô Hải Dương quay chi tiết từ nội thất đến ngoại thất của chiếc bán tải Ford Ranger màu xanh đen. Đấy. Rất là đẹp và zin cả xe, xe mới chạy có hơn 4 vạn rồi các nhá. Anh chị em nào cần một chiếc xe bán tải để vừa chở người vừa chở đồ đạc hàng hóa thì liên hệ với anh Thành theo số hotline 0848539322 và 0846807999 em nhé. Cảm ơn anh em là mình đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.